Đệ tử Hoàng Nguyễn xin được kính chào tất cả những quý khách hàng đang theo dõi kênh của cửa hàng. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2019. Bên cửa hàng mình có về được một ít mẫu lọc hay còn gọi là equalizer của Nhật với nhiều model khác nhau. Các bác hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những sản phẩm mới bên em. Thì sau đây thì em xin giới thiệu từng sản phẩm một mới về trong ngày hôm nay. Đây là con Sansui 707 LS Cha. Con này công suất là rất là lớn nhá. Là mới về có duy nhất một con. Con này có hồi gỗ. Hồi gỗ thì đang tháo rời ra do vận chuyển nó lặng, nó sợ xước đâm ra phải tháo hồi ra để riêng. Và một con 7800 trơn, à 7800 hai la mã. Và một chiếc lọc Victor. Lọc Victor SE. SE 7070. À, 7070 và Victor SE 70. À, và Sansui SE 7 có hai con. Bên mình vẫn còn đang về tiếp nhé. Hôm nay mới về được có mấy con như thế này thôi. Giá thì tầm dưới 10 triệu. Các bác ưng thì có thể gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0979918996, địa chỉ mình ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Đây lọc mới về xong, vẫn còn nguyên bụi bẩn nên mình chưa test. Về mình quay hàng lên cho các bạn xem. Tất cả những cái dòng này là hàng Nhật nhé, chạy điện 100V. Đây, con SE7 này thì nó có hồi. Bao đẹp bao mới luôn. Con Victor SE 7070 này thì 7070 hàng Make in Japan. Con này công suất rất là lớn nhé, đến 27W. SE 70 con này thì là 21W này. Omni 7800 hay là mai thì mình sẽ lau chùi vệ sinh, sau đó thì mình sẽ báo giá từng sản phẩm một. Các bác hãy vui lòng ấn nút đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những hàng mới bên em ạ. Hàng đang về rất là nhiều, rất nhiều những cái mẫu loa âm ly rồi lọc của Nhật